Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 71, có phải người động tâm rồi một? Độc nữ của thẩm nghị. Nhạc thanh xài bước lớn đi vào. Ta lại không biết thẩm nghị có một nữ nhi. Nói đến đây hắn dừng lại, xoay người nhìn ra phía ngoài cửa. Tổ mẫu, cửu cô nương đến rồi." Tần Hoan cắn chặt răng mới có thể đè ép được đau đớn trong lòng xuống. Mọi chuyện đã trôi qua được hơn nửa tháng, nàng cũng mượn xác hoàn hồn hơn nửa tháng rồi. Mỗi khi nghe đến chuyện có liên quan đến phụ thân ở kinh thành thì nàng vẫn không thể bình tĩnh được. Tần Hoan mím mím môi, sau đó chậm rãi bước vào. Bái kiến Thái trưởng công chúa, bái kiến hầu gia, phu nhân, bái kiến chi phủ đại nhân. Sau đó nàng xoay người lại mới phát hiện Yến Trì đang đứng ở bên cạnh giường. Bái kiến Thế tử điện hạ. Người trong phòng đều có thân phận cao quý, Tần Hoan vừa đi đến đã hành lễ một vòng, Thái trưởng công chúa thấy thế vội vàng ngoắc ngoắc tay về phía nàng. Qua đây qua đây, không ngờ con cũng vào đến đây rồi, sao vẫn còn đứng mãi ở bên ngoài? Tần Hoan khẽ cười, không biết Thái trưởng công chúa và mọi người đang nói chuyện gì, Tần Hoan sợ quấy nhiễu mọi người. Thái trưởng công chúa bật cười. Có cái gì mà không thể nghe chứ? Có lẽ Tần phủ vẫn chưa nhận được tin tức, đợi đến khi Tần phủ biết tin rồi thì con cũng biết thôi. Huống hồ đây là Cẩm Châu, chỗ này cũng toàn người nhà, không cần phải kiêng kỵ nhiều như thế. Hôm nay khí sắc thái trưởng công chúa tốt lên rất nhiều, cũng đã mặc y phục chỉnh tề ngồi dậy rồi. Tần Hoan bị thái trưởng công chúa kéo đến ngồi trên giường, thái trưởng công chúa lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Thẩm Nghị xuất thân là sĩ tử Hàn Môn, chính là làm quan thanh liêm, danh tiếng cực kỳ tốt. Hắn nhậm chức hình ngục nhiều năm cũng không tham dự chiều đấu, có thể nói hoàng đế cũng rất coi trọng. Đừng nhìn hắn không phải xuất thân thị tộc gì, giá trị của hắn rất lớn, chưa nói đến chuyện rất nhiều sĩ tử Hàn Môn lấy hắn làm tấm gương, mà hoàng thượng còn cực kỳ tín nhiệm hắn. Ngày trước định hôn cho ung vương và nữ nhi của hắn chính là vì điểm này. Ngược lại nếu như ung vương kết thân với nữ nhi công hầu bá tước trong triều thì mới là không ổn. Ung vương cưới nữ nhi thẩm gia chính là minh chứng cho việc hoàng đế công nhận tài đức sáng suốt không ham quyền lợi của thẩm nhi. Mặc dù thái trưởng công chúa chưa nhắc đến đạo lý này nhưng tất cả người ngồi đây đều hiểu ra. Tần hoan ngồi sát bên thái trưởng công chúa, mặt mày cúi xuống, trong mắt tràn ngập u ám. Nếu đã như vậy, lúc thẩm gia gặp chuyện không may thì ung vương cũng không làm gì. Suy cho cùng thì tâm tư nhạc thanh rất lương thiện, hắn trực tiếp hỏi câu đó, thái trưởng công chúa lại nhìn hắn một cái. Án của tấn vương liên lụy cực kỳ lớn, ung vương. Chỉ sợ còn phải phủi sạch, huống hồ lúc đó dù hắn có muốn làm gì thì cũng không làm được. Nhạc thanh ngước mắt lên, nhìn thấy tần hoan chỉ cúi đầu mà không nói gì, hắn nghĩ là tần hoan nghe không hiểu nên mới giải vây. Cửu cô nương đã đến rồi, tổ mẫu cũng nên để cửu cô nương bắt mạch đi. Thái trưởng công chúa kéo tay Tần Hoan cười nói. Bệnh của ta tốt lên nhiều lắm, hôm nay Hoan Nhi qua đây là để làm khách. Lúc này Tần Hoan mới ngẩng đầu. Đương nhiên vẫn phải bắt mạch, bao giờ Thái trưởng công chúa có thể xuống đất đi lại rồi thì Tần Hoan mới có thể yên tâm. Thái trưởng công chúa cười hòa ái rồi giơ tay ra. Tần Hoan rất nhanh đã bắt mạch xong. Mạch tường khỏe lên rất nhiều, Thái trưởng công chúa chỉ cần uống thuốc đúng hạn là được. Thuốc đắp trên miệng vết thương thì thay hàng ngày. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người trong phòng mới yên tâm. Hoắc Hoài Tín cảm thán, "Cửu cô nương quả nhiên không phụ danh tiểu y tiên." Nhạc Thanh cũng nói theo, "Đúng vậy, bệnh của tổ mẫu hoàn toàn là nhờ vào cửu cô nương." Hoắc Hoài Tín cũng cười ấm áp ra dáng trưởng bối, "Cửu cô nương năm nay 16 tuổi rồi nhỉ?" Nụ cười của Nhạc Thanh hựng lại, thái trưởng công chúa liếc mắt nhìn Hoắc Hoài Tín một cái. Phải, Hoan Nhi mới có 16 tuổi thôi, còn có thể nán lại bên cạnh lão thái bà ta vài năm nữa, chứ sau này sợ là không được nữa rồi. Nụ cười của hoắc Hoài Tín cũng trở nên gượng gạo. Ông hỏi tuổi tác chính là có ý định khác, ai ngờ thái trưởng công chúa không chốt lưu tình nào chặn học ông. Mặc dù thái trưởng công chúa không phải là người thân của Tần Hoan nhưng bà đã lên tiếng nói muốn giữ lại Tần Hoan mấy năm cũng có nghĩa là muốn để cho Tần Hoan có lựa chọn khác. Hoắc Hoài Tín quay đầu lại nhìn khắp trong nhà, Nhạc Giá trầm ổn bình thản, Nhạc Thanh vui vẻ phóng khoáng, ngay trong An Dương hầu phủ này đã có hai vị công tử đủ để đạp Hoắc Ninh ra ngoài rồi, càng đừng nói vị Thế tử Ma Vương đang đứng bên kia. Huống hồ nếu Thái trưởng công chúa có lòng, chỉ cần bà ra mặt thì tất cả đám vương tôn công tử ở kinh thành cũng đều có khả năng. Trong lòng Hoắc Hoài Tín chán nản, Hoắc Ninh nhà ông đúng là hết hy vọng rồi. Thái trưởng công chúa lại kéo tay Tần Hoan hỏi. Tĩnh Xu nói hai ngày nữa con đi cùng nó và ngưng nhi đến lễ thu tịch. Tĩnh Xu là khuê danh của Giang Thị, Tần Hoan nghe thế liền gật đầu. Vâng, thịnh tình của phu nhân thì Tần Hoan không dám từ chối. Thế là quá tốt rồi, năm nay trong phủ không yên ổn, mấy đứa tiểu bối các con đi chơi cùng nhau cho khuê khỏa. Thái trưởng công chúa vừa dứt lời thì bỗng nhiên Lục Vân tiến vào. Chi phủ đại nhân, Tề bộ đầu cầu kiến. Đây là nội thất của thái trưởng công chúa cho nên tề bổ đầu đương nhiên không thể tự mình đi vào. Hoác hoài tín nghe Lục Vân nói xong liền lập tức đứng dậy, nhưng ông còn chưa nói gì thì thái trưởng công chúa đã lên tiếng trước. Có chuyện gì cứ bảo hắn đi vào đây rồi nói. Hoác hoài tín muốn nói lại thôi, thái trưởng công chúa nhíu mày. Sao nào, vụ án này lão thái bà ta cũng không được nghe sao. Mặc dù còn đang mang bệnh thế nhưng câu nói này của Thái trưởng công chúa rất có tính quyết đoán sát phạt. Hoác hoài tín cười khổ. Tài hạ nào dám, chỉ sợ nghe xong rồi người lại phiền lòng, thân thể người đã không tốt. Thái trưởng công chúa hừ một tiếng. Đừng nhiều lời, bảo tề lâm vào đây. Cùng sinh sống ở thành cẩm châu nhiều năm, An Dương Hầu Phủ quen biết với Hoác Hoài Tín nên đương nhiên cũng biết tề bồ đầu tề lâm. Thái trưởng công chúa vừa hạ lệnh thì Lục Vân cũng lập tức đi ra ngoài gọi người vào. Chẳng bao lâu sau một nam tử cao giáo mặt chữ điền, mặc y phục nha môn tiến vào. Bả vai tể lâm rất rộng, eo lưng tròn đầy, da mặt đen thui, đôi mắt to như chuông đồng cộng thêm đôi lông mày kiếm khiến cho tướng mạo rất hung dữ và cương trực công chính. Bên hồng ông ta đeo một thanh trường đao, dáng đi cũng rất vi vũ hiên ngang. Tề Lâm hành lễ xong thì hoắc hoài tín vẫy vẫy tay. Thẩm vấn thế nào rồi? Tề Lâm đứng dậy nghiêm túc nói: Đại nhân, thị tỷ của tống tiểu thư trước đây đều nói dối. Tề Lâm vừa dứt lời thì tất cả người trong phòng đều biến sắc mặt. Thái trưởng công chúa lại càng sốt ruột. Là như thế nào? Tề Lâm khom lưng về phía Thái trưởng công chúa. Lần thẩm vấn đầu tiên thì cả bốn thị tỷ đều nói suốt quãng đường đưa dâu bọn họ đều đi theo kiệu hoa của tống nhu cả ngày. Hơn nữa lúc nghỉ chân và giờ ngọ thì bọn họ cũng đến hỏi Tống Nhu có muốn ăn uống gì hay không, Tống Nhu trả lời lại bọn họ là không cần. Lúc đó bọn ta cũng tin là thật, cho rằng lúc đó Tống Nhu vẫn chưa chết, cho nên đoán thời điểm Tống Nhu bị giết là khoảng thời gian từ lúc nghỉ chân giờ ngọ cho đến buổi tối hôm đến thành Cẩm Châu. Mà trên cả đoạn đường Tống Nhu không hề ra khỏi kiệu hoa nên chỉ có khả năng Tống Nhu bị giết ở ngay bên trong kiệu. Tề Lâm hơi ngừng lại rồi nói: "Thế nhưng ngày hôm qua sau khi cửu tiểu thư hỗ trợ nghiệm thi rồi đoán tống tiểu thư không phải bị giết ở trong kiệu, mà thời điểm đó thậm chí tống tiểu thư còn không mặc giá y. Cho nên bọn ta cảm thấy khẩu cung trước sau không giống nhau, lần trước do nề tình bọn họ đau đớn vì vừa mới mất chủ tử nên bọn ta hỏi rất khách khí, bọn họ cũng không có gì phải sợ hãi thành ra có nói dối vài chỗ. Hôm nay vừa phúc thẩm lại, quả nhiên là phát hiện ra sơ hở. Có bốn thị tỳ của Tống Nhu, hôm đó cả ngày cũng không hỏi han Tống Nhu câu nào. Nói cách khác thì hôm đó không có ai nói chuyện với Tống Nhu cả. Thái trưởng công chúa nhuyến mày. Làm gì có lý nào như vậy? Bọn họ hầu hạ chủ tử kiểu gì? Tề lâm lại nói. Thái trưởng công chúa có điều không biết. Ngày đó bọn ta không hề hoài nghi gì mấy tỷ nữ này. Cũng do tiểu nhân thất trách cho nên mới không hỏi cho kỹ càng. Hôm nay hỏi lại mới biết được thực ra mấy thị tỷ này được chọn mua về ngay lúc tống tiểu thư xuất giá, chứ không phải là đã hầu hạ bên cạnh tống tiểu thư nhiều năm. Mà Tống tiểu thư hàng ngày đối xử với mấy thị tỳ này cực kỳ không tốt, thậm chí còn rất hay đánh chửi khiển trách, nếu như không có mệnh lệnh của nàng thì mấy thị tỳ này cũng không được phép đến gần. Bốn người đó nói, cả ngày Tống Nhu đều không gọi cho nên suốt một ngày bọn họ cũng không hỏi han gì nàng. Lần này đưa dâu đi rất xa, Tống Nhu ghét bỏ thức ăn buổi trưa quê mùa cho nên đa phần nàng không muốn ăn uống ở chỗ nghỉ chân. Bởi vậy đám thị tỳ cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, thậm chí còn thở dài nhẹ nhõm từ kinh thành đến cẩm châu cách xa nghìn dặm trên đường không phải lúc nào cũng có thể gặp được thành trấn phồn hoa do lên đường gấp rút nên đa phần tống nhu chỉ ăn cơm vào buổi sáng và tối còn lúc nghỉ chân giờ ngọ lại ăn lương khô tống nhu là quy nữ trốn kinh thành nên nàng không thích ăn lương khô cũng là hợp lý hoác hoài tín siết chặt nắm đấm giỏi giỏi lắm ta biết ngay trong đám người đó có người nói dối mà hiện tại đã rõ ràng rồi khả năng cao là Tống Nhu đã chết từ lâu rồi, chỉ là không có ai hỏi đến, cho đến tận lúc ở ngoài cửa hầu phủ vén màn kiệu lên thì mới được phát hiện. Tề Lâm gật đầu. Phải, dọc đường vào lúc nghỉ chân thì toàn bộ thị vệ của Tống Phủ đều ở chung một chỗ. Bình thường Tống Nhu cũng không ra khỏi kiệu cho nên nếu như thị tỷ của nàng không hỏi đến thì những người khác không nhận ra thì cũng là hợp lý. Thế buổi sáng hôm đó thì sao? Bỗng nhiên nhạc thanh hỏi. Buổi sáng thì bốn thị tỷ đó cũng phải hầu hạ Tống Nhu dậy rửa mặt thay đồ chứ. Sắc mặt Tề Lâm trầm trọng, đây chính là điểm kỳ lạ nhất, đường xá mệt nhọc nên tất cả mọi người đều ngủ rất say. Bốn thị tỷ này đêm hôm trước hầu hạ Tống Nhu, nhưng mới được một nửa đá bị Tống Nhu mắng chửi nên mấy người bọn họ đã luyện thành thói quen, đêm xuống chỉ canh giữ ở bên ngoài cửa phòng. Nhưng buổi sáng hôm sau bọn họ đã thấy Tống Nhu mặc y phục chỉnh tề ngồi bên trong kiệu hoa. Có một tỷ nữ nói là lúc ấy nàng vén màn kiệu lên hỏi gì đó, thế nhưng Tống Nhu đội khan voan đoan đoan chính chính ngồi đó không nói gì, bản thân các nàng đã sợ Tống Nhu rồi cho nên không dám hỏi thêm lần nào nữa. Về sau bắt đầu lên đường thì bọn họ càng không chú ý đến động tĩnh bên trong kiệu nữa. Lúc đó Tống Nhu đã chết rồi. chương 72 Lúc đó Tống Nhu đã chết rồi. Tần Hoan chợt lên tiếng, Tề Lâm cũng gật đầu theo. Phải, tiểu nhân cũng nghĩ như vậy, Đúng là rất kỳ quái, lúc đó bọn họ nhìn thấy Tống Nhu đội khăn voan, tức là vẫn có đầu. Về sau dọc đường đi thì xung quanh kiệu hoa cũng đều có người, bọn họ không biết tại sao khi đến trước cửa hầu phủ, vén màn kiệu lên thì Tống Nhu đã biết thành tân nương tử không đầu. Hốc mắt thái trưởng công chúa hơi co rút, dường như lại nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó. Sao có thể như thế? Quá kỳ lạ, bốn thi tỷ bên cạnh tiểu thư Tống ra lại là vừa mới mua về. À! chẳng phải nói là đã phái người đến thập lý miếu rồi sao? Tề lâm gật đầu. Phải, đã phái người đi, hiện tại người còn chưa trở về. Thái trưởng công chúa gật gật đầu, bỗng dưng bà phát hiện nét mặt trầm ngâm của Tần Hoan. Hoan Nhi, chuyện này con thấy thế nào? Tần Hoan ngừng đầu lên thì thấy đôi mắt vừa ôn hòa vừa tín nhiệm của Thái trưởng công chúa, nàng chân chờ một chút rồi nói. Con đang nghĩ là hung thủ dùng cách nào để tạo hiện trường giả, rất có khả năng Tống Nhu đã chết từ lúc sáng sớm rồi, thậm chí lúc đó nàng cũng đã bị chặt đầu. Hắn sau khi che mắt được mấy thị tỳ, dọc đường hắn lại mang đầu của Tống Nhu đi, hoặc cũng có thể nói cái mà mấy thị tỳ nhìn thấy tưởng là Tống Nhu vẫn còn đầu, thực chất chỉ là một cách che mắt nào đó của hung thủ. Con nói là hung thủ ở ngay trong đội ngũ thị vệ của Tống gia. Theo lời Tần Hoan nói, dọc đường hung thủ đã lấy đi đầu của Tống Nhu mà dọc đường đi xung quanh kiệu hoa đều có người cho nên phàm là kẻ có thể xuống tay thì chắc chắn phải là người của tống gia tần hoan gật đầu đây là cách duy nhất có thể giải thích hoác hoài tín nhìn sang tề lâm chỉ mấy thị tỳ có vấn đề sao thế những người khác mấy ma ma của nàng ta thì sao tề lâm buồn bực điểm này cũng rất kỳ quái mấy ma ma của tống nhu cũng đều không phải là ma ma giáo dưỡng nàng từ nhỏ cho dù đều là người của Tống Quốc công phủ thế nhưng trước đây hầu hạ cho người khác. Giang thị Liếc nhìn thái trưởng công chúa, hai người họ cực kỳ nhạy cảm nên đã phát hiện ra vấn đề. Đều là người có kinh nghiệm nên bọn họ rất rõ ràng chuyện sắp xếp hôn sự. Nữ tử khi xuất giá, người đi theo bên cạnh luôn luôn là người đã hầu hạ bên mình nhiều năm. Thứ nhất là do đủ tin tưởng, thứ hai người hầu lâu năm cũng sẽ trung thành hơn, có thể giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Bởi vậy cho nên khi xuất giá thì thị nữ và ma ma hầu hạ bên cạnh là quan trọng nhất. Thế nhưng Tống Nhu hoàn toàn ngược lại. Trong lòng Giang Thị và Thái trưởng Công Chúa đều có nghi vấn giống hệt nhau. Vậy thì người trước đây hầu hạ Tống Nhu đi đâu rồi? Hoác hoài tín nghĩ đến dấu răng mà Tần Hoan nói. Ông nheo mắt lại hỏi. Thế, thế mấy thị vệ đi theo thì sao? Tề lâm lắc đầu. Những thị vệ này trước giờ vốn cũng rất ít khi nhìn thấy Tống Tiểu Thư lần này dù có kiên quyết thẩm vấn thì cũng không phát hiện ra sơ hở gì nên tạm thời có để xếp sang một bên. Hoắc Hoài Tín kẽ hít vào một hơi. Tống tiểu thư này có đủ mọi chuyện khác thường, có lẽ có nội tình gì đó mà chúng ta không biết, cũng có thể chuyện đó liên quan đến việc nàng ta bị giết. Hiện tại có ba việc, thứ nhất là đi thẩm vấn mấy tỷ nữ và mama kia xem có thể hỏi ra ẩn tình gì không, thứ hai là đợi người ở thập lý miếu quay về, có thể tìm ra manh mối cụ thể là tốt nhất. Thứ ba là phải hỏi tỉ mỉ những thi vệ này, xem ban đêm bọn họ đã làm những gì, mỗi một sự việc đều phải hỏi cho rõ ràng. Cho dù thị tì có nói dối, ma cũng kỳ quái thế nhưng kẻ giết tống tiểu thư là nam nhân, mà kẻ mặc giá y dọa người đem đó ở hầu phủ cũng là nam nhân, nên điểm này cũng không được bỏ qua. Tể lâm vội vàng gật đầu đáp lời, sau đó cúi người hành lễ rồi mới đi ra ngoài. Thái trưởng công chúa gật đầu, hoác hoài tín vẫn rất có quy tắc. Tể lâm vừa đi, thái trưởng công chúa cũng không e dè gì hoặc hoài tín liền hỏi. Trước khi tiểu thư tống ra xuất giá thì hạ nhân bên cạnh đã được đổi mới, tính xu, còn xem đây là vì sao? Sắc mặt giang thị hơi trầm trọng. Bình thường nếu hạ nhân bên cạnh bị đổi thì phần lớn là do hạ nhân đó đã phạm phải sai lầm. Giang thị dừng lại một chút rồi nói. Đúng là tất cả mọi người bên cạnh tiểu thư tống gia đều đã bị đổi mới. Thế nhưng có lẽ vấn đề không nằm ở người hầu mà là nằm ở chủ nhân. Nhạc Quỳnh nhớn mày. Kinh Thành ở cách đây quá xa, hiện tại phái người đi điều tra chỉ sợ sẽ phải chậm chế rất nhiều thời gian. Mặc dù không nói toạc ra nhưng tất cả mọi người trong phòng đều đã cùng nhận ra, tiểu thư tống gia này nhất định có bí mật nào đó mà không muốn cho người khác biết. Đối với An Dương Hầu Phủ mà nói, cho dù bí mật này không có liên quan gì với án mạng thì chắc chắn cũng rất quan trọng. Nếu như Tống Quốc Công phủ gả một nữ nhân có vấn đề qua đây có nghĩa là đã cất giấu một âm mưu quá lớn rồi. Hầu ra muốn tra cái gì? Ngược lại ta có thể giúp. Bất thình lình yến chỉ lên tiếng, nhạc quỳnh nhìn sang. Người của ngài là dùng để. Không sao, hầu ra muốn biết điều gì, cứ nói ra cho ta là được. Nhạc quỳnh nhìn thoáng qua thái trưởng công chúa, sắc mặt của thái trưởng công chúa hơi nghiêm trọng. Cũng được, cứ để cho tiểu thất giúp chuyện này đi ngược lại ta cũng muốn xem xem lá gan tống quốc công phủ lớn đến thế nào mà dám đối xử vô lễ với chúng ta như vậy sắc mặt yến trì cũng ngưng trọng cô nãi nãi cứ chờ tiểu thất lâu thì bảy ngày nhanh thì chỉ năm ngày thôi thái trưởng công chúa gật đầu phải điều tra rõ tiền căn hậu quả của việc tiểu thư tống gia thay đổi hết người bên cạnh ta muốn biết tường tận một chút nhưng cũng không cần gấp gáp năm ngày bảy ngày trước mắt con cứ tập trung vào việc của bản thân con đi. Yến chỉ khẽ cười. Cô nái nái yên tâm, Yến chỉ tự biết chừng mực. Nói xong Yến chỉ hơi chần chừ rồi xoay người đi ra ngoài đi an bài công việc. Thái trưởng công chúa vẫn trao mày, vốn chỉ là điều tra án thế nhưng lại kéo theo những bí ẩn kỳ quái này, xem ra ban đầu bà không muốn nhận mối hôn sự này cũng đúng. Nữ nhân tống ra ở trong cung có khi cũng đang hô mưa gọi gió nhỉ giọng nói của thái trưởng công chúa vẫn còn hơi suy yếu thế nhưng câu này nói ra không biết vì sao trong lòng tần hoan lại căng thẳng bỗng nhiên nàng ý thức được lão nhân đầu đầy tóc bạc trước mặt nàng đây cũng không hề đơn giản bà là công chúa của hoàng gia đại chu là cô cô ruột của đương kim thánh thường tuyệt đối cũng không phải là lão nhân nhà bình thường nhắc đến chuyện trong cung thì người ở đây cũng yên lặng hẳn lên mặc dù là ở cẩm châu thế nhưng hoác hoài tín cũng không dám nghị luận chuyện của hoàng thất và hậu cung mà tần hoan khi nghĩ đến nơi phồn hoa phố quý đã từng gần gũi với mình kia thì trong lòng ớn lạnh không thôi bản án của phụ thân cũng là bắt đầu từ nơi cung đình xa hoa lãng phí kia chỗ đó nhìn bên thì ngập tràn quyền lực và vinh hoa thế nhưng trên thực tế lại là chỗ ăn tươi nuốt sống người đến giờ tần hoan vẫn nghĩ không ra bên trong cái lồng giam bằng vàng ẩn chứa yêu ma quỷ quái đó rốt cuộc là bàn tay nào đã đẩy cả nhà nàng rơi vào địa ngục. Nhạc Quỳnh yên lặng một lát rồi tiến lên nói. Mẫu thân trước mắt đừng nghĩ đến mấy chuyện này, chờ sau này chỉ điện hạ có tin tức rồi nói sau. Tống quốc công phủ là một thị tộc có danh vọng ở Kinh Thành, chắc hẳn sẽ không làm mưa đâu. Nhạc Quỳnh nói vậy nhưng Thái trưởng công chúa và Giang Thị lại rõ ràng nhất chuyện tình ở bên trong, dường như đã khẳng định Tống Gia chắc chắn có điều gì giấu giếm hiện tại đã biết như vậy thế nhưng cũng chưa biết chuyện mà bị giấu giếm này là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Thái trưởng công chúa gật đầu, bây giờ mới quay sang nói chuyện với Tần Hoan, có thế thì bầu không khí mới thoải mái lên được một chút. Chẳng bao lâu sau Hoác Hoài Tín cũng xin cáo từ đi ra ngoài, Nhạc Quỳnh cũng đi theo Hoác Hoài Tín để xem thẩm vấn hại nhân hầu phù. Hai người bọn họ vừa đi thì Nhạc ngưng mặc y phục mạnh mẽ xuất hiện, trên mặt nàng vừa đỏ hồng vừa đầy mồ hôi. Trần Hoan vừa nhìn đã biết nàng nhất định là vừa đi luyện võ về. Thái trưởng công chúa hơi xót xa. Sao không mặc áo khoác ngoài? Bây giờ đã vào thu rồi, trời cũng lạnh xuống, người con lại đổ nhiều mồ hôi thế kia nên cực kỳ dễ bị nhiễm phong hàn. Tổ mẫu yên tâm, ngưng nhi biết rồi. Trước mặt thái trưởng công chúa, nhạc ngưng càng tỏ ra mình là một tiểu nữ nhi. Vừa rồi trong diễn võ trường con nhìn thấy công tử ngụy ra múa đao, nhất thời không nhịn được nên mới giao đấu cùng hắn hai trận, cho nên mới ra chút mồ hôi thôi. Không có việc gì đâu, thân thể ngưng nhi rất khỏe. Thái trưởng công chúa sờ sờ mặt nàng thương tiếc. Đứa nhỏ ngốc, còn tỉ thí cái gì với tên tiểu tử ngụy gia kia? Hắn chính là người trong tuần phòng doanh của Kinh Thành, đương nhiên võ nghệ không kém rồi, còn đừng có làm chính mình bị thương. Nhạc ngưng hơi bất đắc dĩ. Tổ mẫu, võ nghệ ngưng nhi cũng không kém. Được rồi, được rồi, Ngưng Nhi nhà chúng ta không hề thua kém bậc Nam Nhi. Tần Hoan nghe xong lại nói với Thái trưởng công chúa: Quân chúa cũng không nên sơ suất. Trời mùa thu thời tiết thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh, đúng thật rất dễ bị phong hàn. Thái trưởng công chúa cười rộ lên. Thấy chưa, Hoan Nhi y thuật cao minh, lời của nó con nên nghe. Nhạc Ngưng liếc mắt nhìn Tần Hoan. Vâng vâng vâng, tổ mẫu nói gì con đều nghe hết. Tổ tôn hai người cộng thêm Tần Hoan ba người vừa nói vừa cười đùa, không khí cực kỳ náo nhiệt. Nhạc thanh ở bên cạnh nhìn thấy thế, ánh mắt hắn không rời khỏi tần hoan, Giang Thị cũng nhận ra điều này nên ánh mắt bà cũng trở nên thâm thúy. Cười nói một chút thì Thái trưởng công chúa đã thấy mệt rồi, Giang Thị và Lục Tụ hầu hạ Thái trưởng công chúa đi ngủ, nhạc ngưng dẫn tần hoan ra khỏi viện. Hai người vừa mới đi ra thì nhạc thanh đã đuổi theo. Nhạc ngưng quay đầu chừng mắt, nhị ca đi theo muội làm gì nhạc thanh tươi cười hai người muốn đi đâu nhị ca đang rảnh rỗi có thể đi cùng bọn muội nhạc ngưng cười khẽ một cái rồi chớp mắt nhị ca nghĩ cái gì mà cứ muốn đi theo đám cô nương bọn muội thế nhị ca không có việc gì sao hôm nay không phải đến quân doanh à nhạc thanh bị hỏi làm cho nghẹn lời da mặt hắn cũng không đủ dày cho nên mới ho nhẹ một tiếng rồi nói đương nhiên là phải đi bây giờ đi luôn Dừng một chút hắn lại nói, "Muội phải chăm sóc cửu cô nương thật tốt." Nhạc Thanh nói xong liền rời đi, Nhạc Ngưng nhìn bóng lưng Nhạc Thanh có vẻ hơi đăm chiêu rồi lại quay đầu sang nhìn chằm chằm vào Tần Hoan. Tần Hoan khó hiểu, "Quân chúa nhìn ta làm gì?" Nhạc Ngưng nhíu mày, sau đó lại nghiêm mặt nói, "Ngươi cảm thấy nhị ca ta thế nào?" Tần Hoan sững sốt, "Nhị công tử, nhị công tử, đương nhiên là cực kỳ tốt." Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 73. Nhạc Ngưng nhìn Tần Hoan chăm chú, một lát sau đột nhiên cười tiếc nuối. Phục Linh đi ở ngay phía sau Tần Hoan, nghe Nhạc Ngưng hỏi như vậy thì trong lòng không khỏi sốt ruột thay tiểu thư nhà mình. Ngay cả nàng cũng nhận ra ý định của Nhạc Thanh, nhưng tại sao tiểu thư nhà nàng lại không hiểu được chứ? Nhạc Ngưng thở dài, "Thôi, không có gì, ngày kia đã là lễ thu tịch rồi, ngươi về nhà chuẩn bị đi." giữa giờ dậu ta đến đón ngươi. Tần Hoan gật đầu. Đa tạ quận chúa. Nhạc ngưng bĩu môi rồi nói. Ngươi đang cầm cái gì thế? Tần Hoan vừa cúi đầu liền thấy trên tay nàng chính là thuốc mỡ nàng làm cho Yến Trì. Tần Hoan vội hỏi. Không biết chỉ Điện Hà hiện tại ở chỗ nào? Đây là thuốc mỡ của ngài ấy. Nhạc ngưng nhớn mày, cảm giác có chút kỳ quái. Tần Hoan hơi mím môi. Thương thế của chỉ Điện Hà không nhẹ, ít nhất phải nửa tháng mới có thể chữa khỏi. Và lại lần trước sau khi ta trị thương xong thì hắn cho ta phí chữa bệnh rất hậu hĩnh, cho nên ta mới. Đương nhiên nhạc ngưng không biết chuyện tố vấn cửu châm, chỉ kinh ngạc nói. Phí chữa bệnh, hắn cho ngươi cái gì? Tần Hoan nói thẳng. Cho ta một bộ châm để hành y. Nhạc ngưng xoay chuyển con ngươi. Hiện tại có lẽ hắn ở Tùng Viên. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Tần Hoan gật đầu, đi theo nhạc ngưng thẳng đến Tùng Viên. Dọc đường đi nhạc ngưng cứ nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì rồi bỗng nhiên nói. Hôm nay chi phủ đại nhân đến tái thẩm, có lẽ đã có phương hướng điều tra rồi. Ta đoán hôm đó kẻ giả thần giả quỷ dọa ngươi và hung thủ giết tống tiểu thư là cùng một người. Người này có lẽ là một trong đám thị vệ tống thị. Tần Hoan nhìn nhạc ngưng. Quân chúa, chẳng lẽ đã tự mình đi điều tra gì rồi à? Nhạc ngưng lắc đầu. Cũng không phải, chỉ là vừa rồi lúc luyện võ có hỏi ngụy công tử vài câu, ngay cả bản thân ngụy công tử cũng cảm thấy được người giết tống nhu chính là người trong tống thị hắn nói chỉ có người tống thị mới biết nàng có bộ giá y thứ hai cũng như biết được vị trí nằm ở đâu còn nói tính tình tống tiểu thư bị sủng ái đến hỏng rồi bình thường đối xử với hạ nhân bên cạnh mình cũng không tốt lắm hắn còn nói có khả năng vì như vậy nên tống tê tê hu mới kết thù oán cùng với hạ nhân tần hoan ngẩn người hôm đưa dâu xảy ra chuyện đó thì ngụy công tử đang làm gì Ngụy công tử nói hắn cả ngày đều đi chung với đoàn thị vệ, tuy hai người bọn họ là biểu huynh muội nhưng có lẽ trước đây ở kinh thành cũng không gặp nhau nhiều lắm. Hắn thấy tính tình nàng không tốt, lại ở trước mặt nhiều người nên hắn cũng không thân thiết quá nhiều với Tống Nhu. Tần Hoan nhớn mày. Thái độ của Tống Nhu đối với hạ nhân không tốt, thế nhưng đối với hắn cũng không tốt luôn à. Nhạc ngưng gật đầu, rồi thở dài một cái. Ngụy công tử chỉ là con thứ của Ngụy gia, thân mẫu hắn đã chết nên được nuôi dưới danh nghĩa của đích mẫu đích mẫu hắn chính là tiểu thư của tống quốc công gia mặc dù nuôi dưới danh đích mẫu thế nhưng dù sao cũng vẫn có tầng ngăn cách hắn tuy có thể tùy ý ra vào tống quốc công phủ nhưng người tống quốc công phủ cũng không thật sự muốn gặp hắn đúng ra người đi đưa dâu vốn phải là đích huynh của hắn thế nhưng một tháng trước đích huynh hắn cưỡi ngựa ngã gãy chân cho nên mới đổi thành hắn đi tần hoan hơi kinh ngạc không ngờ lại có chuyện như vậy Nhạc ngưng gật đầu. Đúng vậy, khoảng cách từ Kinh Thành đến chỗ chúng ta rất xa, nếu không có hắn nói ra thì thậm chí chúng ta còn không biết chuyện này. Cho nên bây giờ Tống Nhu xảy ra chuyện hắn vừa tự trách lại vừa lo lắng, chỉ sợ sau khi hắn trở về thì Tống Quốc Công Phủ lại càng hận hắn hơn. Tần Hoan cũng hiểu, Quốc Công Phủ để hắn đi đưa dâu, thế nhưng Tống Nhu lại chết thảm nên đương nhiên sẽ oán trách lên người kẻ đầu lĩnh của đội đưa dâu. Huống hổ hắn lại chỉ là thứ suất, có lẽ tương lai sau này sẽ khó khăn hơn rồi. Trước phó úy kỵ binh của tuần phòng doanh là do chính bản thân hắn rèn luyện mà lên, sau này trở về rồi có lẽ cũng chỉ mãi mãi dừng lại ở chức vụ này thôi. Nói ra cũng khiến cho người ta thổn thức. Tần hoan nheo mắt. Trong thế gia đại tộc thì việc phân chia dòng chính dòng thứ rất rõ ràng, thân phận của hắn đúng là không tiện, nhưng hắn cũng là một người rất biết tự giác phấn đấu. Chờ sau khi điều tra rõ chân tướng chuyện này rồi thì chắc hẳn Tống Quốc Công Phủ vẫn có thể thông cảm. Nhạc Ngưng thở dài, hy vọng là thế, công phu của hắn vô cùng tốt, nếu như bị mai một vì chuyện này thì quá đáng tiếc rồi. Trong lòng Tần Hoan chịu nặng, trước đó thậm chí nàng còn có một suy nghĩ đáng sợ, dù sao cũng không đủ chứng cớ chứng minh Ngụy Môn Chi vô can, một khi đã như vậy thì Ngụy Môn Chi cũng nằm trong diện nghi phạm. Thế nhưng Nhạc Ngưng đã nói trước đây Ngụy Môn Chi và Tống Nhu không gặp nhau nhiều lắm thì điểm khả nghi của hắn cũng giảm đi một chút rồi tần hoan ngừng chân lại rồi hỏi sao ngụy công tử nói chuyện với ngươi nhiều như vậy trong lòng nhạc ngưng biết câu này mang theo ý hoài nghi nàng liền nói không phải lúc ta tỉ thí với hắn mới sinh lòng dò xét ta nói giao đấu xuông thì không có ý nghĩa gì nên mới bảo ai thua thì phải trả lời một vấn đề của đối phương tần hoan hơi ngạc nhiên quận chúa đều thắng chẳng phải quận chúa nói võ công của hắn rất tốt sao nhạc ngưng ho nhẹ một tiếng lần trước hắn đã tận mắt chứng kiến nhị ca làm trì điện hạ bị thương cộng thêm lần này ta ra chiêu cực kỳ ác liệt hắn sợ ta bị thương nên mới cẩn thận dè dặt điều đó đã cản trở hắn rất nhiều cho nên ta mới thắng được ba trận đây chính là trò khôn vặt thế nhưng nhạc ngưng vẫn rất tự tin phóng đại tần hoan che miệng cười thì ra là thế thế cũng không bất thường nhạc ngưng hất hàm chẳng thế thì sao đang yên đang lành mà hắn đi nói với ta những chuyện này thì mới là kỳ lạ. Ta cũng không phải người dễ bị lừa nhé, tính tình của ta cứng rắn hơn người nhiều. Tần Hoan liên tục bật cười, nàng vừa ngước mắt lên đã thấy đi đến tùng viên rồi. Đi đến cửa cũng không gặp thủ vệ, Tần Hoan và Nhạc Ngưng liếc nhau rồi cả hai cùng tiến vào bên trong viện. Trong viện im lắng, Tần Hoan đang do dự thì vừa liếc mắt nàng đã nhìn thấy bóng dáng yến chỉ ở bên cửa sổ. Cánh cửa sổ mở rộng, Yến chỉ đang ngồi bên án thư trong phòng, Bạch Phong đứng phía trước hắn, hai chủ tớ đang nói gì đó. Cũng ngay lúc đó Yến chỉ cầm bút lên, cũng không biết là đang viết cái gì. Tình huống này vốn dĩ cực kỳ bình thường, thế nhưng Tần Hoan và Nhạc Ngưng lại cùng nhau trao mày lại. Hình như có chỗ nào không đúng. Tần Hoan nheo mắt nhìn kỹ lại, nhưng ngay lập tức ánh mắt nàng tối sầm. Nàng đã biết không đúng ở đâu rồi, tay Yến chỉ cầm bút lại là tay trái. lồng mày nhạc ngưng cũng vặn chặt lại, đột nhiên nàng nói nhanh. Đêm hôm đó sau khi ngươi trị thương cho hắn rồi ra khỏi tùng viên thì bọn ta đều chỉ đứng bên ngoài chờ, không ai biết hắn ở bên trong thế nào. Chờ đến khi tiểu nha đầu ở mai viên báo lại thì bọn ta mới cùng nhau đi ra ngoài, cũng chính vào lúc đó hắn đi từ bên trong ra, sau đó khoảng gần một khắc thì chính là lúc ngươi bị dọa. Quận chúa! Tần Hoan nói nhỏ một câu để ngăn cản câu nói tiếp theo của nhạc ngưng tựa như ngay lúc đó ánh mắt yến trì cũng bắn từ trong cửa sổ ra ngoài cách xa bảy tám trượng ánh mắt của yến trì rất lạnh lùng u ám dọa người còn nhạc ngưng lại kéo cổ tay tần hoan theo bản năng tần hoan vốn đã kinh ngạc lại bị nhạc ngưng kéo bất ngờ khiến cho nàng tim đập thình thịch nhưng suy nghĩ lại cẩn thận thì giữa yến trì và tống nhu căn bản là chẳng có mối liên quan nào hết trong đầu tần hoan đột nhiên mâu thuẫn không thôi một bên cảm thấy chẳng có khả năng gì, một bên lại nhớ đến rất nhiều hồ sơ án mạng của phụ thân. Mỗi một án mạng ly kỳ quỷ dị thì hung thủ đều là đối tượng mà ban đầu không ai hoài nghi. Nghĩ như thế đột nhiên Tần Hoan lại nhìn ra sát khí từ trên người Yến Trì, khí chất của hắn cao cao tại thượng bức người, hắn chinh chiến xa trường giết người vô số, hắn vung đao chém xuống đều có thể chấm dứt một sinh mạng mà quan trọng hơn hết là toàn bộ người trong phủ đều chỉ phát hiện một mình hắn thuận tay trái. Ngay cả tạm thời chưa tìm ra động cơ gì nhưng riêng điểm này cũng rất khó giải thích rồi. Đột nhiên Yến chỉ đứng dậy đi ra ngoài khiến cho Tần Hoan cảm thấy da đầu run lên. Sao các ngươi lại đến đây? Yến chỉ bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt hai người căng thẳng nên hắn nhớn mày. Ánh mắt hắn sắc bén như nhìn thấy tất cả mọi thứ, khí thế bất người của hắn nhất thời cũng khiến người ta sợ hãi. Thuốc của Điện Hạ Tần Hoan vừa nói vừa dơ thuốc mỡ lên. Lần thay thuốc tiếp theo thì dùng thuốc này, còn thuốc uống thì vẫn dùng theo đơn lần trước. Lúc Tần Hoan nói chuyện cũng đã cố gắng hết sức để làm cho giọng nói mình vững vàng một chút, nhưng nhạc ngưng vẫn cứ siết chặt tay nàng, thật khiến cho nàng không thể tĩnh tâm nổi. Cho đến khi ánh mắt Yến chỉ quét đến, nàng theo bản năng lại phát ra ý phòng về à yến chỉ cầm lấy thuốc mỡ rồi xoay người đưa cho bạch phong sau đó hắn quay lại ung dung nhìn nhạc ngưng và tần hoan hai người các ngươi làm sao vậy nhạc ngưng lui về phía sau một bước đưa thuốc xong rồi bọn ta đi trước đây nàng nói xong liền kéo tần hoan đi ra ngoài tần hoan cũng chẳng có cách nào nên cứ thế mặc kệ để cho nhạc ngưng kéo yến chỉ nhìn bóng lưng hai người biến mất ngoài cửa hắn cau chặt mày lại Bạch Phong cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu quận chúa và cửu cô nương làm sao vậy? Yến chỉ nheo mắt, giọng nói hơi nguy hiểm. Ánh mắt bọn họ nhìn ta, giống như đang đề phòng một người tội ác tài trời. Bên ngoài tùng viên, nhạc ngưng lôi sành sạch tần hoan đi nhanh về hướng tiền viện. Chi phủ đại nhân vẫn còn ở đây, chúng ta lập tức đi nói cho ông ấy biết. Trong đầu tần hoan cũng cực kỳ mâu thuẫn, nàng thấy khoảng cách đến tiền viện càng ngày càng gần nên dùng lực kéo nhạc ngưng dừng lại. Quận chúa, không thể tùy tiện. Nhạc ngưng vội vàng nói. Khắp trên dưới trong phủ đều đi tìm người thuận tay trái, hiện giờ chúng ta đã phát hiện ra rồi chẳng lẽ không nói cho chi phủ đại nhân. Nếu tính thời gian thì thời gian của hắn cũng vừa khớp, nếu tính đến giá người và võ công hắn thì càng không phải bàn thêm rồi. Tần hoan thở gấp. Nhưng mà quận chúa, hắn không có động cơ. Chi điện hạ trở về từ phía tây, có khi trước đến giờ cũng chưa từng gặp mặt Tống Nhu thì làm sao giữa bọn họ có thù hận được. Huống chi đêm hôm đó chỉ điện hạ còn đến hầu phủ trước. Nhạc ngưng nheo mắt. Bọn hắn ra roi thúc ngựa nên đương nhiên có thể nhanh hơn đội ngũ đưa dâu. Còn nữa, sao người biết hắn không quen biết Tống Nhu? Nói xong nhạc ngưng ngừng lại một lúc. Không đúng, chúng ta không cần phải thảo luận những thứ này. Chúng ta cần phải nói cho tri phủ đại nhân biết, để ông ấy đi điều tra là được rồi. Tần Hoan cười khổ. Quân chúa có nghĩ đến thân phận của chị điện hạ hay không? tri phủ đại nhân làm sao mà cha được nghe xong câu này nhạc ngưng cũng bình tĩnh yên lặng hẳn lại tính tình hoắc hoài tín nàng không nắm chắc biết đâu chừng ông ta là người sợ hãi quyền thế nên sẽ đè ép việc này xuống nhạc ngưng buông tần hoan ra thế thì phải làm gì tần hoan đảo mắt nhất thời cũng khó giải quyết nhưng rất nhanh nàng đã hồi tưởng lại những tình tiết trước đây đặc biệt nhớ đến biểu hiện của yến chỉ hôm nàng nghiệm thi cho tống nhu có thể nói là nàng không phát hiện ra một chút bất thường nào từ hắn. Hơn nữa hắn lại là quân nhân xuất thân từ xa trường, tuy nàng không nghi ngờ công phu đoạt mạng người của hắn nhưng hắn sẽ đi giết một tiểu cô nương sao? Tần Hoan khó khăn nuốt nước bọt. Hay là cứ quan sát thêm đi. Tần Hoan xưa nay vẫn luôn bình tĩnh tự kiềm chế, nhưng hiện tại nhạc ngưng lại nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, lời nói trần trừ này của Tần Hoan nên nàng khoanh tay trước ngực rồi nghiêm nghị nói. Tần Hoan, có phải ngươi động tâm tư gì với Trì Điện Hạ hay không? Chương 74, Tình nguyện hoài nghi một. Tần Hoan giờ khóc giờ cười nhìn Nhạc Ngưng. Quận chúa nói cái gì? Nhạc Ngưng chau mày. Vậy vì sao ngươi lại có ý định che chở hắn? Chuyện này chính ngươi đã trải qua, chẳng lẽ ngươi không biết kẻ đến dọa ngươi cho dù không phải là hung thủ thì cũng có liên quan đến hung thủ. Trong cả hầu phủ thì chỉ có mình hắn thuận tay trái, huống chi hôm ngươi giúp nhị ca nghiệm thi, hắn cũng có mặt ở đó, có lẽ hắn biết ngươi có khả năng nghiệm thi nên mới đến dọa ngươi. Tần Hoan thở hắt ra, trong đầu lại hiện ra hình ảnh từng vết từng vết thương trên người Yến Trì. Hắn là người vì chinh chiến xa trường mà để cho cơ thể mang đầy vết thương, nên cho dù có rất nhiều manh mối hướng đến hắn thế nhưng trong lòng Tần Hoan vẫn không muốn phải hoài nghi hắn. Nàng lấy lại bình tĩnh, bắt bản thân tỉnh táo lại, bất luận là vết thương của Yến Trì hay giọng nói bực bội của Nhạc Ngưng nàng đều quẳng sang một bên không muốn nghĩ nữa. Quân chúa, hiện tại chỉ có mỗi manh mối duy nhất. Giọng nói tần hoan chấn định, không hiểu sao lại có một loại khi thê lần át khiến cho người ta phải tin tưởng và nghe theo. Chi phủ đại nhân đang phái người thẩm vấn những người khác bên trong phủ, tỷ nữ và mama của Tống Nhu, còn có cả thị vệ. Mà chi phủ đại nhân còn phái người đến thập lý miếu, quân chúa có thể đợi một chút, chờ ông ấy có tin tức mới rồi lúc đó nói ra vẫn chưa muộn. Vừa nói chuyện, Tần Hoan lại nghĩ đến một chuyện, ban nãy là Yến Trì chủ động giúp hầu phủ tra ra mục đích của Tống Quốc công phủ ở kinh thành. Nếu như Yến Trì thật sự là hung thủ, hắn giết Tống Nhu ở dọc đường, rồi chạy trước đến hầu phủ để cùng mọi người chứng kiến Tống Nhu chết, sau đó lại dùng thân phận người chẳng liên quan để ở bên cạnh can thiệp vào tiến độ vụ án. Tần Hoan cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Lúc Trì Điện hà đến là dẫn theo mấy trăm binh mã, cho nên cũng sẽ chạy trốn trong yên lặng không ai hay biết. Tần Hoan đảo mắt. Năm ngày, chúng ta đợi tối đa năm ngày là được rồi. Nhạc Ngưng nhìn thần sắc thành khẩn của Tần Hoan thì mới vơi bớt đi một chút tức giận. Sau đó nàng nhìn Tần Hoan chăm chú rồi nói: người cũng giống ta, không hiểu biết nhiều lắm về vị trí điện hạ này. Thế nhưng ta và hắn còn được tính là họ hàng thân thích, còn ngươi vì sao lại tin tưởng hắn hơn cả ta? Chấm. Tần Hoan hơi nghẹn họng nhạc ngưng nói không phải không có lý nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thẳng ra lần trước trì điện hà bị thương lúc ta chỉ thương cho hắn nhìn thấy trên người hắn có rất nhiều vết sẹo cũ từ gần 10 năm trước rồi còn trong vòng nửa năm nay thì đa phần đều là vết đao nếu ta đoán không lầm thì chính là đao của người nhung chém xuống lúc đó ta cũng cảm thấy hơi đau lòng nhạc ngưng nghe thế cũng trầm mặc tuổi tác của yến trì và nhạc giá cũng không tranh nhau nhiều thế nhưng hắn đã ra chiến trường được hẳn 12 năm. Điều này nếu nói cho người khác thì không biết chứ nếu nói cho nàng nghe thì sẽ có sức thuyết phục hơn bất cứ lý do nào khác. An Dương Hầu Phủ bọn họ đã nhập ngũ từ nhiều thế hệ, nếu như có thể để nữ tử gia nhập quân doan thì chắc chắn nàng sẽ phải ra chiến trường quan sát. Mặc dù không có cơ hội ra chiến trường thế nhưng đối với nàng mà nói, phụ thân và đại ca nhị ca sau này nhất định cũng sẽ nhập ngũ đều là những người mà nàng cực kỳ kính trọng. Bởi thế nên nàng bớt hoài nghi Yến chỉ đi nhiều rồi. Nhạc ngưng im lặng một lúc. Hóa ra là như vậy, người không nói ta cũng không biết, ta chỉ biết thanh danh của hắn ở phía tây rất lớn, nhưng nghĩ đến thân phận thế tử của hắn nên ta chỉ cho rằng lúc lãnh binh hắn chỉ hơi cương quyết thôi. Nhạc ngưng thở ra. Chờ năm ngày thì năm ngày, nếu như không liên quan gì thì ta sẽ nhận lỗi với hắn. Còn nếu có liên quan ư, hờ Mặc kệ hắn có phải dệ thân vương thế tử hay không. Tần Hoan cười rào hoạt. Kể cả không liên quan gì thì quận chúa cũng không cần nhận lỗi. Dù sao thì chỉ điện hạ cũng không biết chúng ta hoài nghi hắn. Nhạc ngưng cong môi. Nói thế cũng đúng. Vừa dứt lời, đột nhiên nhạc ngưng ngước mắt nhìn về phía sau lưng tần hoan. Ngụy công tử. Tần hoan quay đầu lại, liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngụy ngôn chi. Mấy ngày không gặp mà tinh thần hắn đã phân chấn lên nhiều. Hắn mặc một bộ áo bào màu xanh lam, hơi có khí chất ngọc thụ lâm phong. Ngụy Ngôn Chi nhìn thấy nhạc ngưng và tần hoan nên vội vàng chắp tay. Quân chúa, cửu cô nương. Nhạc ngưng cười nói. Huynh đây là muốn đi đâu? Ngụy Ngôn Chi khẽ cười, thần sắc rất ấm áp lễ độ. Chi phủ đại nhân có ở tiền viện không? Ban nãy chi phủ đại nhân nói tất cả thị vệ đều phải đến thẩm vấn thêm lần nữa, những người ban nãy chưa có mặt thì hiện tại đã triệu tập đủ chỉ chờ tề bộ đầu đến thôi nhạc ngưng gật đầu vẫn lờ có điều giờ đang hỏi hạ nhân hầu phủ ngụy công tử không cần sốt ruột ngụy ngôn chi gật đầu hắn nhìn tần hoan nói cửu cô nương đến là xem bệnh cho thái trưởng công chúa phải thân thể thái trưởng công chúa vẫn còn phải chăm sóc điều dưỡng nhiều ngụy ngôn chi cảm khái cửu cô nương còn nhỏ tuổi mà đã có y thuật như vậy thật đúng là khiến người ta trầm trồ, ngôn chi bội phục. Tần Hoan cong môi. Không dám nhận, do cẩm châu nhỏ thôi, chứ nếu ở kinh thành thì y thuật của Tần Hoan cũng chỉ bình thường thôi. Ngụy ngôn chi thở dài. Trung quy cũng chẳng có đại phu nào có thể khiến cho người ta khởi tử hồi sinh. Tần Hoan và nhạc ngưng liếc nhìn nhau, trong lòng biết hắn lại nghĩ đến Tống Nhu đã chết. Tần Hoan chớp mắt rồi nói. Ngụy công tử xin nén bi thương, tống tiểu thư đã đi được nhiều ngày rồi việc bất hạnh này cũng không phải tội lỗi của mình ngươi ngươi không cần phải ưu tư tự trách quá mức tần hoan hơi ngừng lại rồi nói trước giờ quan hệ của ngụy công tử và tống tiểu thư chắc hẳn là cực kỳ tốt ngụy ngôn chi cười khổ hắn liếc nhìn nhạc ngưng một cái rồi nói dù sao cũng là biểu muội của ta mặc dù tóm lại lần này xảy ra chuyện ta cũng khó chối tội tống nhu còn trẻ như vậy là do ta không bảo vệ nó thật tốt nếu, nếu lúc trước người đi đưa dâu là đại ca ta, có lẽ sẽ không để xảy ra sự cố như vậy rồi. Tần Hoan thở dài, giọng nói lúc này mới chân thành hơn. Hung thủ muốn hại người nên đương nhiên là chúng ta khó lòng phòng bị. Ngụy công tử không cần phải quá tự trách, hiện tại chi phủ đại nhân cũng đang điều tra, ta tin rất nhanh sẽ có đáp án. Chờ đến khi cha ra chân tướng bắt được hung thủ rồi, tống tiểu thư dưới suối vàng cũng được chấn an rồi. Ngụy Ngôn Chi chua xót. Phải bao nhiêu lâu nữa Chi Phủ Đại Nhân mới điều tra ra. Đã 7 ngày rồi, Tống Nhu ở trong Nghĩa Trang cũng không biết là đã thành dáng vẻ như thế nào rồi nữa. Ban nãy ta vừa hỏi nhưng Chi Phủ Đại Nhân lại không nói gì, chỉ sợ sẽ không bao giờ. Ngụy Công Tử yên tâm, Tống Tiểu Thư đều rất tốt, Chi Phủ Đại Nhân cũng đã phá nhiều án rồi, cho ông ấy chút thời gian thì nhất định có thể tìm ra hung thủ. Tần Hoan vừa nói xong Ngụy Môn Chi hơi kinh ngạc nhìn nàng cửu cô nương đã đến nghĩa trang rồi. Trong lòng tần hoan căng thẳng, sắc mặt nàng không hề thay đổi khẽ lắc đầu. Không có, vừa rồi ta ở chỗ thái trưởng công chúa, chi phủ đại nhân nói hôm qua ông ấy mới đến nghĩa trang, ông ấy sẽ không sơ suất đối với tống tiểu thư. Trong mắt ngụy môn chi lại tràn đầy bi ai. Ta cũng muốn đến nghĩa trang nhìn xem, nhưng chi phủ đại nhân nói thân thích với tống gia tốt nhất không được đến. Hiện tại chỉ chờ người quốc công phủ đến ra quyết định thay tiểu nhu, dù sao ta cũng chỉ là người ngoài. Hắn càng nói thì giọng càng nặng nề, nhạc ngưng nhanh nhẹn nói. Ngụy công tử trước mắt đừng nghĩ nhiều, chuyện này người sáng suốt đều nhìn ra được không có liên quan gì đến ngươi. Người quốc công phủ không thể một chốc một lát mà đến đây được, còn nô bộc và thi vệ của tống thị vẫn phải dựa vào ngươi quản thúc. Ngụy ngôn chi cười khổ. Đây là đương nhiên. Nói xong hắn nhìn về hướng tiền viện. Ta đi bẩm báo với chi phủ đại nhân một tiếng. Nhạc ngưng gật đầu, Ngụy Ngôn Chi chắp tay chào rồi đi về hướng tiền viện. Nhìn Ngụy Ngôn Chi đi xa rồi nhạc ngưng mới nói. Sao thế, ngươi không tin hắn à? Tần Hoan nheo mắt rồi cười trêu chọc. Cũng không phải là không thể tin, nhưng nếu phải lựa chọn hoài nghi một trong hai người giữa Trì Điện Hạ và Ngụy Công Tử thì ta tình nguyện hoài nghi Ngụy Công Tử. Nhạc ngưng nhíu mày, nhìn ánh mắt của Tần Hoan rồi lại suy nghĩ sâu xa. mươi 75 sau khi Tần Hoan trở về Tần phủ thì vẫn còn suy nghĩ đến chuyện yến chỉ dùng tay trái viết chữ. Phục Linh vừa đi vừa nói, hóa ra thuốc mỡ của tiểu thư là để cho trì điện hạ, nô tỳ còn tưởng là đưa cho thái trưởng công chúa. Có cái gì khác nhau? Tần Hoan vẫn chưa chú ý đến ý nghĩa sâu xa trong lời của Phục Linh. Phục Linh vội nói, làm thuốc cho thái trưởng công chúa là điều nên làm, thế nhưng trì điện hạ là nam tử tinh thần của tần hoan bị phục linh kéo lại nam tử thì làm sao cơ phục linh cười khổ tâm tư của tiểu thư đều đặt vào việc làm thuốc cho nên mới không phát hiện nhị công tử hầu phủ đối xử với người cực kỳ nhiệt tình à không chỉ nhiệt tình không thôi đâu nô tỳ thấy khi nhị công tử nhìn tiểu thư thì ánh mắt hắn sáng rực lên tần hoan nhíu mày thế thì lại làm sao nữa phục linh thở dài cảm thấy như nước đổ lá khoai nô tỳ đã tính toán qua cho tiểu thư rồi, hiện tại tiểu thư không nơi nương tựa, nếu muốn dựa vào duệ thân vương thế tử thì có lẽ hơi khó, huống chi phủ thân vương còn không biết là có bao nhiêu phiền toái, tiểu thư có vào được phủ rồi thì cũng cực kỳ gian nan. Còn không bằng tiểu thư đi hầu phủ, địa vị của hầu phủ không thấp, trong nhà cũng phú quý, nô tỳ lại thấy thái trưởng công chúa và hầu gia, phu nhân đều rất thích người nên nhất định có thể đối xử thật lòng với người. Hơn nữa, tính tình nhị công tử cũng sôi nổi nhanh nhẹn, người ở cùng hắn ắt hẳn sẽ rất thú vị, không phải là thể tử phi, lại không cần phải vất vả quản gia, quả thật là không thể tốt hơn rồi. Còn có một điểm quan trọng nhất đó là nhị công tử thích người cho nên sẽ coi trọng người, mặt khác hầu phủ có quy củ không được nạp thiếp. Phục Linh càng nói càng hưng phấn, quả thực nàng đã vì tần hoan mà tính toán đến một bối cảnh tương lai khá tốt đẹp. Tần Hoan chỉ lẳng lặng nghe rồi gật đầu nói: "Em nói cũng không sai, những ưu điểm này đúng là nhà khác không hề có." Đáy mắt Phục Linh sáng trưng. "Cho nên tiểu thư hiểu ý nô tỳ rồi hả?" Tần Hoan gật đầu. "Em đang nói nhị công tử hầu phủ là một vị hôn phu cực tốt." Phục Linh gật đầu lia lịa, Tần Hoan lại nói: "Phải, nhị công tử cũng không tệ, không biết tương lai ai có thể gả cho nhị công tử, người đó chắc hẳn rất có phúc khí." Phục Linh sừng sốt, "Tiểu thư, nô tỳ nói chính là người đó." Tần Hoan chỉ, "Ừ, một câu." Phục Linh còn đang sốt ruột thì Tần Hoan thở dài nói, "Đừng nghĩ mấy thứ này nữa, tiểu thư nhà em tâm không để ở Cẩm Châu, nếu như phải gà thì cũng nhất định sẽ gà đến kinh thành." Phục Linh hít vào một hơi khí lạnh, hơi kinh ngạc nhìn Tần Hoan đi về hướng Lâm Phong viện. Nàng chỉ hy vọng tiểu thư nhà mình có giá tâm lớn hơn một chút, đừng có không cưỡng không cầu giống như trước đây nữa có điều lần thay đổi này phải chăng đã rất lớn rồi. Tiểu thư, nhị công tử sau này cũng sẽ đến kinh thành đó. Tần Hoan ngừng chân, cảm thấy bắt buộc phải giải thích rõ ràng vấn đề này với Phục Linh, vì thế nàng nói. Thái trưởng công chúa và phu nhân yêu thích thì đa phần là do cảm kích ta thôi, nếu như ta phải dựa vào sự cảm kích của người khác mà nghênh ngang tiến vào phủ thì sẽ rất không tốt. Huống chi hiện tại tiểu thư nhà em còn chưa có tâm tư đàm hôn luận gả gì sau này đến hầu phủ thì bất kể nhị công tử nói gì hay làm gì, em cũng không được phép tỏ vẻ gì hết. Phục Linh ngạc nhiên. Hóa ra là tiểu thư có cảm nhận được à, nô tỳ còn tưởng rằng tiểu thư cái gì cũng không biết cơ. Tiểu thư đây là có ý định gì, sau này chúng ta đều phải giả ngu sao. Trời cũng sắp tối rồi, chân trời đã hiện từng lớp từng lớp mây hồng, giống như lá khô rơi loạn xạ trên nền đất, tần hoan hít vào một hơi. Đương nhiên không phải, Tuy là nhị công tử thân thiện với ta nhưng cũng chưa bày tỏ cái gì cả. Cứ xem thêm mấy ngày nữa đi, nếu là thật thì phải nghĩ biện pháp mới được. Phục Linh cố dãy dụa cho đến cùng. Tiểu thư không cảm thấy nhị công tử hầu phủ thật sự rất tốt sao? Tần Hoan lắc đầu. Dù người có tốt thì hiện tại cũng không phải lúc nghĩ đến chuyện nữ nhi tình trường. Phục Linh cười khổ. Thế khi nào mới đến? Nhị công tử là một lựa chọn tốt như vậy, bỏ lỡ rồi chỉ sợ sau này không tìm được ai khác nữa. Tần Hoan hơi mím môi, bản thân nàng cũng không biết bao giờ mới đến lúc nữ nhi tình trường, nhưng có khi là cả đời này nàng cũng không thể có. Chuyện nữ nhi tình trường, chuyện thành thân, đều là phải xem duyên phận. Tóm lại em cứ nhớ ký lời ta căn dặn. Bỗng nhiên Phục Linh cảm giác được trong giọng nói của Tần Hoan vừa có phần bình tĩnh lại vừa nghiêm nghị, nên nàng khẽ dùng mình rồi vội vàng đáp lời. Tần Hoan giữ lời hứa với Mặc Thư nên giờ nàng đi thẳng đến Lâm Phong Viện, vừa mới đi đến cửa đã bắt gặp Tần Sâm đang chạy vội ra. Xưa nay Tần Sâm luôn nho nhã ấm áp, nhưng hiện tại nàng thấy Tần Sâm lại mang một gương mặt giận dữ lạnh lùng, bước chân hắn mang theo gió cuốn, giống như bị ai đó làm cho tức giận không thở nổi rồi. Tần Sâm đi rất gấp, suýt chút nữa thì va phải Tần Hoan. Lúc này hắn mới dừng chân lại rồi nói. Cửu muội muội trở lại rồi. Tần Hoan gật đầu, nhìn thoáng qua bên trong phòng. Đại ca làm sao thế? Tần Sâm thở dài rồi cố che giấu đi vẻ giận dữ trên mặt. "Không có gì, ta đang định đến thư phòng, vừa rồi có tin tức bên kinh thành gửi đến, sự tình liên quan rất lớn nên ta phải đi thương lượng cùng phụ thân vài việc. Đại tẩu muội ở bên trong, muội đi thăm nàng một chút đi." Tần Hoan gật đầu, lúc này Tần Sâm mới đi khỏi Lâm Phong viện. Tần Hoan sững sốt một lúc, còn Phục Linh lại thở phào. "Đại thiếu gia đang tức giận sao?" "Trời ạ," à người mà hàng ngày vẫn luôn ấm áp tươi cười đến lúc tức giận lên thật đúng là đáng sợ. Tần Hoan không nói thêm gì mà trực tiếp đi vào trong phòng, vừa đi đến cửa thì Mặc Thư đã chạy ra, nhìn thấy Tần Hoan nàng vội vàng hành lễ. Biết ngay là cửu cô nương đã đến, cửu cô nương mau vào trong. Tần Hoan gật đầu, Phục Linh cũng đi theo vào trong. Tần Hoan trực tiếp đi vòng qua một bức bình phong để vào tận trong buồng, vừa vào nàng đã nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Diêu Tâm Lan. Diêu Tâm Lan thấy Tần Hoan đến, nàng vội vàng lau khóe mắt rồi vươn tay ra với Tần Hoan. Tần Hoan đi đến, nhìn thì cũng đã nhìn thấy rồi nên nàng hỏi luôn. Đại Tẩu lại làm sao thế? Thân thể đại tẩu chưa khỏi hẳn, không được khóc lóc sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Diêu Tâm Lan nghe thấy Tần Hoan quan tâm đến mình, nước mắt lại trực trào ra, mà đã khóc rồi thì không thể ngừng lại được nữa. Nàng lại lau lau mắt rồi nhìn vào đôi mắt trong như suối của Tần Hoan. Cửu muội muội, muội còn chưa nếm trải được mùi vị của nước mắt. Tần Hoan hơi khó hiểu, Diêu Tâm Lan lại cười, chỉ hy vọng cửu muội muội vĩnh viễn không biết mùi nước mắt là gì, nếu như đã nếm phải rồi thì đó chính là khởi nguồn của mọi cay đắng và đau khổ. Nói xong, nàng thấy dường như Tần Hoan nghe không hiểu nên Diêu Tâm Lan lại nức nở. Bỏ đi, Ta mong sao cửu muội muội gặp được người thật sự yêu thương muội. Thế nhưng phàm là gặp được rồi thì cũng sẽ phải rơi lệ thôi đúng không? Tần Hoan bị mất câu nói khó hiểu của Diêu Tâm Lan làm cho mơ mơ hồ hồ, nàng đơn giản ngắt lời. "Để ta bắt mạch cho đại tàu. Nói xong nàng cũng thật sự bắt mạch cho Diêu Tâm Lan. Nàng nhìn Tần Hoan cười cười, hiện tại nước mắt mới bắt đầu ngừng chảy. "Ta rất hâm mộ cửu muội muội, hiện giờ vẫn còn tự do tự tại." lại còn có y thuật tuyệt đỉnh câu này thì tần hoan nghe hiểu nàng cụp mắt xuống muội có gì mà phải hâm mộ muội chỉ đơn độc một mình thôi diêu tâm lan lắc đầu có khi đơn độc một mình mới là tốt muội không có gì để lợi dụng nếu có ai thích muội thì chính là do hắn thực sự yêu thích muội nếu không thì muội cũng chẳng biết cuối cùng hắn yêu muội vì cái gì cửu muội muội không được quá dễ dàng trao đi tình cảm chân thành của mình nếu như đến một ngày tình cảm phai nhạt rồi thì cũng phải tìm cho mình một đường lui." Diều Tâm Lan đã nói rõ ràng như vậy thì làm gì có chuyện Tần Hoan nghe không hiểu nữa, ban nãy chỉ đơn giản là phu thê gây gổ thôi. Hoan Nhi sẽ nhớ rõ những lời này, đại tẩu đừng buồn phiền quá mức. Khóe mắt Diêu Tâm Lan vẫn ẩm ướt phím hồng, vẻ mặt lại hơi ngơ ngẩn nở nụ cười, nàng lại xuất thân rồi, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tần Hoan nhíu mày, Diêu Tâm Lan lại quay đầu lại nhìn nàng. Giờ cũng tối rồi, ta biết cửu muội muội mới từ hầu phủ về, cửu muội muội về phòng mình nghỉ ngơi đi, lúc nào rảnh rỗi lại qua đây trò chuyện với ta. Trước đây đều là Diêu Tâm Lan không muốn để Tần Hoan đi, phải nói đến lúc nào mệt mới ngủ, hôm nay lại có vẻ như nàng không muốn nói nhiều nên chủ động bảo Tần Hoan quay về phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên Tần Hoan không từ chối. Đi ra khỏi cửa Tần Hoan cũng trở nên trầm mặc. Phục Linh cũng hiếm khi ủ rột thế này. Vẫn cứ nghĩ là đại thiếu gia và thiếu phu nhân tình thâm, nhưng vừa rồi nô tỳ nhìn thấy thiếu phu nhân cảm thấy nàng ấy cực kỳ đau khổ, lại cộng thêm ban nãy đại thiếu gia tức giận, chẳng lẽ đại thiếu gia không còn thích thiếu phu nhân nữa? Tần Hoan bất đắc dĩ thở dài. Tình yêu là một thứ háo huyền nhất trên đời này, nhưng nếu đã thực sự yêu sâu đậm rồi thì sao có thể dễ dàng phai nhạt được? Thế đại thiếu gia và thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện gì? Tần Hoan cười khổ, "Ta làm sao biết được, giữa phu thê thì đương nhiên sẽ phải có những thời điểm cãi vã." Tuy là nói như vậy thế nhưng trong lòng Tần Hoan cũng có cảm giác hơi buồn man mác như gió lạnh đầu thu. Trong Tần phủ thì chung quy lại thân phận của nàng cũng chỉ là một người ngoài, bất luận là Cửu tiểu thư ngày trước hay là nàng hiện tại, nàng cũng sẽ không nhúng tay vào mất chuyện rối loạn này khi chưa biết rõ ràng thị phi. Phục Linh bĩu môi, Nô Tỳ còn tưởng rằng tìm được một vị hôn phu như đại thiếu gia vật thì không còn gì đáng lo nữa. Tần Hoan chỉ nói tâm tư phục linh đơn thuần, ngẩng đầu lên nàng đã nhìn thấy bọn hạ nhân trong phủ đang đổi đèn lồng mới. Trên đèn lồng đều vẽ hình mặt trăng soi bóng thắp cao, trông cực kỳ tao nhã yên bình. Phục linh cũng nhìn thấy thế liền nói, sắp đến lễ thu tịch rồi, trong phủ cũng trang trí lại. Tần Hoan gật đầu, nhớ đến lời hẹn của Nhạc Ngưng ngày kia đi xem hội bước chân không tự giác mà nhanh hơn một chút. Khi về đến cửa Đinh Lan Uyển, Tần Hoan lại sừng sốt. Thái Hà dẫn theo bốn tiểu tỳ đang đứng ở bên ngoài cửa, đúng là đang chờ nàng quay về. "Cầu tiểu thư về rồi." Thái Hà tiến lên tươi cười, trông rất ấm áp và lễ nghĩa. Tần Hoan gật đầu, liếc mắt nhìn bốn tiểu tỳ gương mặt xinh đẹp kia một cái. Thái Hà liền nói, "Cầu tiểu thư sáng sớm hôm nay đại thiếu gia đã đến tìm phu nhân và lão phu nhân, nói tiểu thư ở chỗ này thiếu người. Đại thiếu gia nói xong thì lão phu nhân cũng thấy có lý nên mới bảo nô tỳ đi cho bốn người đưa qua cho ngài. Nói xong Thái Hà quay lại giới thiệu. Đây là ván đường, ván đào, ván hạnh, ván lê. Cả bốn người này đều có chữ lót là vãn, mà nàng nhớ rõ ràng thị tỷ của Tần xương và Tần Tương cũng có chữ lót là vãn, hiển nhiên Tần Phủ đây là chuẩn bị đại nha đầu cho nàng khóe môi tần hoan khẽ nhếch nàng thấy cả bốn thị tỳ này dung mạo đều thanh tú xinh đẹp vóc người cao gầy nói chung là rất ưa nhìn tính đến tuổi tác thì bọn họ cũng chỉ khoảng trên dưới 14 đến 15 tuổi nhìn kỹ hơn nữa thì mỗi người lại có vài điểm đặc biệt riêng đều là tướng mạo tốt lại rất quy củ đa tạ thái hà cô nương thái hà cười rộ lên cầu tiểu thư có muốn đa tạ thì cũng phải đa tạ lão phu nhân mới đúng những người này đều là con cái của đầy tớ trong phủ, đã được dạy dỗ rất tốt, chỉ chờ vị thiếu gia hay tiểu thư nào cần thì sẽ đưa vào. Cửu tiểu thư cứ thử dùng, nếu như cảm thấy có kẻ nào khiến người không hài lòng thì cứ đến nói với ta một tiếng, ta lập tức đưa kẻ đó ra ngoài rồi đổi người khác vào. Thái Hà nói câu này ngay trước mặt bốn người bọn họ, quả nhiên thần sắc bọn họ cũng trở nên cung kính hơn nhiều. Tần Hoan gật đầu. Được, vẫn là làm phiền ngươi rồi. Nô tỳ không dám. Thái Hà nhún người hành lễ. Vậy Nô tỳ xin cáo lui trước." Tần Hoan gật đầu, Thái Hà lại gật đầu với Phục Linh rồi rời đi. Thái Hà vừa đi, Tần Hoan nhìn bốn người họ rồi đi vào trong viện. Phục Linh cũng tò mò đánh giá bọn họ, xem ra mấy người này xuất hiện chính là tượng trưng cho thân phận của Tần Hoan, nàng không những tò mò mà còn phấn khích. Phục Linh nghĩ ngợi xong quay đầu lại thì đã thấy Tần Hoan tự mình đi vào trong rồi, nàng đảo mắt rồi cười nói: các người cũng vào đi. Tần Hoan đi ở phía trước nhếch mép cười một cái rồi đi thẳng vào trong phòng. Tần Hoan ngồi xuống, Phục Linh tiến lên hầu hạ, bốn người kia đi đến lần lượt bái Tần Hoan. Nàng uống ly trà nóng Phục Linh vừa mới mang đến rồi âm thầm đánh giá mấy người. Hiện tại nàng đột nhiên thay đổi viện, lại thường đi đến An Dương Hầu Phủ, cũng coi như là người đáng được chú ý nhất trong phủ này. Bốn người này có khả năng là người bên ngoài nhét vào không? hay thậm chí còn có quan hệ với hung thủ tặng bốn thị tỷ đến coi như nàng đã chân chính trở thành tiểu thư trong phủ thế nhưng trong bốn người này thế nào cũng sẽ có người không có suy nghĩ này suốt mấy năm qua cửu tiểu thư bị đối xử lạnh lùng hà khắc khiến ai ai cũng nghĩ nàng là một người không may mắn là một người dễ bị xỉ nhục chính vì điều này mà trong thời gian ngắn đảm bảo tất cả hạ nhận trong phủ đều không hoàn toàn thay đổi suy nghĩ tần hoan ngẩng đầu ở đây ta chỉ có hai người, cho nên cũng không có công việc gì nhiều cả. Mấy người các ngươi tự dọn dẹp gian phòng bên cạnh rồi thu xếp chỗ ở đi. Tần Hoan giống như một nữ nhi mồ côi vừa mới được sủng ái vậy, nàng thậm chí còn không biết an bài hạ nhân như thế nào nên chỉ tùy tiện căn dặn một câu. Nàng cũng không hề ra vẻ giống như Tần Sương và Tần Tương. Vâng. Hiện tại cả bốn người cũng không thể hiện ra thái độ gì, chỉ vâng lời rồi đứng lên. Tần Hoan liếc mắt một cái về phía Phục Linh, Phục Linh vui vẻ phấn chân nói. Các người đi theo ta. Mặc dù bối phận của bốn người họ đều là đại nha đầu, thế nhưng ở chỗ Tần Hoan thì Phục Linh mới thực sự là người thân cận nhất. Hiện tại dù có sắp xếp bốn người đến thì cũng không thể vượt qua nàng được. Đây là lần đầu tiên Phục Linh có cảm giác được làm đại nha đầu. Bốn người các ngươi, đi theo ta đi. Phục Linh ưỡn ngực rồi dẫn đầu ra ngoài bốn người nhún người hành lễ với tần hoan rồi đi theo ra ngoài chờ cho mấy người đi hết rồi tần hoan mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xuyên qua khung cửa nàng có thể thấy được bóng dáng của năm người bọn họ mấy người này có thể giữ lại hay không rất nhanh sẽ biết thôi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn